Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trước thêm trận đấu cuối cùng ở bảng Y vòng bảng AFC Cup 2022, đại diện của câu lạc bộ Viettel và đại diện của đội bóng đến từ Singapore là Hogan United cũng đã có những chia sẻ rất thẳng thắn. Với huấn luyện viên Clementeo của Hogan United thì ông nói rằng nếu như giành chiến thắng được trước Viettel thì nó còn mang ý nghĩa rất lớn với nền bóng đá Singapore. Còn trợ lý Đặng Thanh Phương của đội Viettel thì cho rằng Trận đấu cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp. Viettel có chút lợi thế về hiệu số, chỉ cần hòa là có thể được đi tiếp. Trong bóng đá thì chúng ta không thể biết trước được kết quả cho đến khi trận đấu kết thúc và chúng tôi sẽ bước vào trận với tâm thế chiến thắng, giữ vững ngôi đầu. Cả hai đội bóng đều đang có cùng 6 điểm, nhưng Viettel thì nhỉnh hơn ở hiệu số bàn thắng bại là 6-1 so với 7-4 của đối thủ đến từ xứ sở quốc đảo. Cho nên họ hoàn toàn nắm quyền tự quyết, hoặc là chiến thắng, hoặc là hòa thì sẽ chắc chắn vào thẳng. Còn nếu như thua thì hoàng đức và đồng đội gần như là sẽ bị loại bởi vì nếu như có xếp thứ nhì thì cũng sẽ rất khó có thể cạnh tranh suất đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để vào vòng đấu loại trực tiếp bởi thể thức của AFC Cup 2022 khu vực Đông Nam Á là lấy 3 đội đứng đầu 3 bảng và đội thứ nhì có điểm số cao nhất để đi tiếp dù chỉ cần hòa nhưng câu lạc bộ Viettel cho biết là họ sẽ chơi với sự nỗ lực cao nhất và chơi thật đẹp để giành chiến thắng nhằm vừa khẳng định sức mạnh của đội chủ nhà lại vừa muốn cải thiện hình ảnh không mấy thuyết phục ở hai trận đấu trước đó trước những đội bóng yếu hơn là Phnom Penh Crown và Young Elephants. Đồng thời cũng tạo đà hưng phấn trước trận đối đầu với câu lạc bộ Hà Tĩnh ở vòng 5 V-League vài ngày sau đó. Trợ lý huấn luyện viên Đặng Thanh Phương người đã thay huấn luyện viên trưởng Bejiwon bởi vì ông bị nhiễm Covid-19 đã bày tỏ rằng Viettel có ưu thế lớn vì chỉ cần giành một điểm là đoạt ngôi đầu bảng, nhưng chúng tôi không chủ hòa. Viettel sẽ ra sân với thế trận tấn công và quyết tâm ghi bàn để chiến thắng. Nếu như thi đấu với tâm lý thủ hòa thì chúng tôi sẽ rất nguy hiểm bởi nếu như đối phương ghi được bàn dẫn trước. Hogan United rất mạnh khi mà có được hai chiến thắng nhưng chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ lối chơi của họ chúng tôi sẽ có chiến thuật hợp lý để phát huy sức mạnh của tập thể và sẽ giành chiến thắng tuyển thủ quốc gia nhạc trưởng nguyễn hoàng đức cũng cho biết là trận gặp hogan united sẽ là cơ hội để cho toàn đội thể hiện mình sau chiến thắng trước câu lạc bộ phnom penh crown thì chúng tôi cũng đọc được nhiều thông tin không mấy hài lòng về cách chơi của đội trong bóng đá thì có trận chúng tôi chơi tốt nhưng cũng có trận chơi không tốt và điều đó là bình thường nhưng sự góp ý của mọi người giúp cho chúng tôi nỗ lực và chơi tốt hơn chắc chắn Viettel sẽ tập trung toàn lực để thắng Hogang United. Trong khi đó thì Hogan United tuy cũng giành chiến thắng trước hai đội bóng yếu hơn là Phnom Penh Crown và Young Elephants, thế nhưng xét về lực lượng thì họ khó sánh với đội chủ nhà khi mà có hàng tiền đạo rất chất lượng gồm có Giovane, Pero cùng với các vệ tinh xung quanh như là Hoàng Đức, Gia Duy Thường, Nhâm Mạnh Dũng, Hoàng Minh, Đức Chiến. Ở hai trận đấu vừa rồi, đại diện của Singapore không cho thấy là họ có cá nhân nào thật sự là nổi bật cầu thủ được xem là trụ cột là andre Moritz đã dính chấn thương và phải bay về singapore để chữa trị vì thế nếu như viettel chơi đúng với sức mình thì khả năng giành chiến thắng sẽ là rất cao chính huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ hogan united ông clement đã nói rằng viettel có hàng phòng ngự rất mạnh và các cầu thủ tấn công cũng rất tốt cho nên sẽ rất khó cho chúng tôi dù vậy chúng tôi sẽ tập trung để tìm cơ hội cho mình trong bóng đá không thể nói trước điều gì chúng tôi buộc phải thắng thì mới có hy vọng biết đâu sẽ tìm cho mình được cơ hội trước đội chủ nhà. Viết theo ra sân trong trận đấu với Hogan United mà không có tiền đạo nhâm mạnh dũng ở trong đội hình xuất phát. Huấn luyện viên Beji Won vẫn dương tính với Covid-19 cho nên không thể có mặt ở trên băng ghế chỉ đạo và thay vào đó là trợ lý Đặng Thanh Phương. Tuy vậy thì chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn dành sự tin tưởng cho các tiền đạo ngoại là Pedro Paulo, Jaha và Giovane. Ở hàng hậu vệ thì các tuyển thủ quốc gia là Thanh Bình cùng với Đức Chiến trở thành lá chắn trước mặt thủ môn Quang Thế Tài. Trong khi Hoàng Đức thì sắm vai trò nhạc trưởng ở hàng tiền vệ cho nhà vô địch V-League 2020. Tràn đầy quyết tâm đánh bại đối phương, thế nhưng Việt Theo lại bất ngờ bị dội gáo nước lạnh ở ngay phút thứ 15 của trận đấu. Trong tình huống này, Nguyễn Đức Hoàng Minh đã phạm lỗi với Sahin Suhaimi ở trong khu vực 16m50 và trọng tài đã cho Hogan United được hưởng một quả phạt đền. Từ chấm 11 m ngoại binh người Brazil là Pedro Botozulo đã thực hiện thành công ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội bóng đến từ Singapore. Sau bàn thua, Viettel đẩy cao tốc độ tấn công dữ dội, nhưng mãi đến phút thứ 40 thì đội bóng áo lính mới tìm được bàn san bằng tỷ số, cũng là từ một quả phạt đền. Lần này thì Fahan Zukitfli của Hogan United ở trong tình huống lùi về tham gia phòng ngự đã để bóng chạm tay trong khu vực 16m50 và đến lượt Viettel được hưởng quả phạt đền. Pedro Paulo đã thực hiện chính xác quả đá 11m gỡ hòa một đều cho đội bóng của huấn luyện viên người Hàn Quốc ji Won. Chỉ một phút sau thì đội chủ nhà lại có quả phạt đền thứ hai ở trong trận đấu. Lần này thì đến lượt ngoại binh Christian Kajic của Hogan United đã để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa. Một lần nữa từ chấm 11m, Pedro Paulo đã đánh lừa thủ môn đối phương, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Viettel. Dù vậy thì đó vẫn chưa phải là quả 11m cuối cùng ở trong hiệp 1. Phút bù giờ đầu tiên của trận đấu thứ nhất, Trọng tài đã tưởng tượng ra tình huống đức chiến của Viettel dùng tay chơi bóng trước khi ông thổi phạt đền đội chủ nhà. Xem đi xem lại pha quay chậm có lẽ là các cổ động viên Viettel không thể hài lòng với quyết định này của trọng tài, bởi Đức Chiến thực sự chỉ dùng bụng để khống chế bóng ở trong tình huống đó. Đồng thời góc quan sát của trọng tài là rất thuận lợi, không hiểu sao ông lại có một quyết định vô lý như vậy. Đến lượt Pedro Portoluzo ở bên phía Hogan United đánh bại thủ môn Quảng Thế Tài lần thứ hai ở trong trận đấu này, gỡ hòa hai đều cho đội bóng đến từ quốc đảo Sư Tử. Cũng phải nói rằng ở trong hiệp 1 thì mặt sân sũng nước đã khiến cho hàng công của Viettel gặp khó. Dẫu là họ đã có những pha dâng cao tấn công nhưng lại khá bế tắc, cộng thêm với những ức chế với trọng tài đã khiến cho người hâm mộ thực sự lo lắng. Dù tỷ số 2 đều là đủ để cho Viettel có thể đứng đầu bảng Y, nhưng rủi ro vẫn là không hề nhỏ nếu như Hogan United có được bàn ở trong hiệp 2. Không chấp nhận kết quả hòa với đối thủ dưới cơ, Viettel đã tăng tốc ở trong hiệp 2, quyết giành chọn 3 điểm ở trận đấu gọi là chung kết bảng. Và rõ ràng là đội bóng áo đỏ đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Phút thứ 5, 5 cầu thủ vào sân thay người là Nhâm Mạnh Dũng đã truyền chính xác cho Nguyễn Đức Hoàng Minh kết thúc ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 3-2 cho Viettel. Sự xuất hiện của ngôi sao U23 Việt Nam ở bên cánh trái cộng với việc là mặt sân không còn những vũng nước đọng đã khiến cho Việt Theo chơi một cách thanh thoát hơn. Khoảng thời gian sau đó chính là màn trình diễn của ngoại binh người Brazil Giovane. Anh đã biến sân thống nhất trở thành sàn diễn của riêng mình. Phút thứ 69 đón đường truyền phản công của đồng đội, Giovane đã tăng tốc từ giữa sân, vượt qua hai hậu vệ của Hogan United trước khi đánh bại thủ môn đối phương trong một phá đối mặt, ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 cho Viettel. Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 71 lại là Giovane có thêm tình huống đột phá cá nhân ở giữa vòng vây gồm có 4 hậu vệ của đội khách. Trước khi kết thúc một cách chuẩn xác từ cự ly khoảng 10 m ghi bàn ấn định chiến thắng 5-2 cho Viettel. Đúng là khi không còn bị những vũng nước ở trên sân làm ảnh hưởng đến lối chơi kỹ thuật thì Giovane đã khiến cho toàn bộ hàng phòng ngự của Hogan United trở thành những chú hề ở trên sân. Bị dẫn tới 3 bàn khi mà thời gian không còn quá nhiều, Hogan United đã hoàn toàn tuyệt vọng. Họ gần như là không thể tấn công để tìm bàn rút ngắn tỷ số mà tiếp tục phải phòng ngự trước Viettel. Trận thắng đậm Hogan United đã giúp cho Viettel FC giành ngôi đầu bảng Y với 3 trận toàn thắng giành được 9 điểm, hiệu số là 11-3, qua đó giành vé vào vòng bán kết khu vực Đông Nam Á của AFC Cup năm nay. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.